Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm cốm thảo dược mộc can thủy do dược Hà Tĩnh sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về cốm thảo dược mộc can thủy cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm cốm thảo dược mộc can thủy có thành phần là tô mộc 237mg, mộc hương nam 337mg, cắt can 337mg, mạch nha 337mg, cỏ sữa lá nhỏ 511mg, liên nhục 342mg, gừng tươi 71mg. Cốm thảo dược mộc căn thủy được bào chế dưới dạng cốm. Cốm thảo dược mộc căn thủy mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ giúp giảm rối loạn tiêu hóa ở trẻ em. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em bị rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện ỉa chảy, phân sống, tị. Sản phẩm cốm thảo dược mộc căn thủy được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của cốm thảo dược mộc căn thủy được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: trẻ từ 2 tuổi trở lên uống một gói trên lần uống 3 lần trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng cốm thảo dược mộc can thủy, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm cốm thảo dược mộc can thủy, đồng thời biết cách sử dụng cốm thảo dược mộc can thủy sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.